luôn mang bao ước mơ trong tim mình. Chẳng phải ta luôn ấp ôm hoài bão của riêng mình. Có lúc bỗng muốn buông xuôi hết mình, ngoài mặt quen lưng với niềm đam mê. Chẳng ngờ ta đã vứt đi cuộc sống của mình. Rồi đôi chân vẫn cứ bước, bước theo nhịp đập đam mê, vẫn luôn rực cháy nơi con tim này dù cho người đời khen chê. Dù đã nhiều lúc thắm mỏi mệt, bùa vây bão tố chen về. Tao đã có mục đích rõ ràng cho trận đấu này, nên dù muốn hay không, mày đã chấp nhận lời thách đấu thì phải chơi theo luật của tao. Được, nếu anh nói vậy thì tôi cũng có điều kiện của tôi. Nếu anh thua thì phải trả lại tự do cho Ngân. Bắt đầu đi. Vậy nào, đừng đánh nữa anh Hùng. Em xin anh đừng đánh nữa, đừng đánh xuống nữa được không? Anh sẽ cho em thấy nó sẽ thua thảm hại như thế nào. Đừng mà. Đừng đánh nữa. Lấy từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và Ngân nữa. Tôi xin lỗi. Trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you
thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Tại sao lại như vậy? Nếu có thời gian rảnh, anh đến chúc mừng tôi và anh Hùng nha. Có phải là bị ông ép buộc không? Không hề, tôi hoàn toàn tự nguyện. Anh Hùng là người vững vàng nhất, hơn nữa có thể bảo vệ tôi trước mọi sóng gió. Sau nhiều chuyện thì tôi đã suy nghĩ lại. Bây giờ thì tôi hơi bận, anh có thể đi về. À, anh có thể ghé kế toán để thanh lý hợp đồng. Ca khúc của anh đã được nghiệm thu. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng hạnh phúc. Chắc không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Chắc không một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Chắc không một ai không muốn tình yêu dịu em, yeah. Chắc không một ai không biết tình là những yêu mềm, mà sao vẫn bất chợt để đến bên nhau, yeah. Có chừng là vì khi yêu lòng không nghĩ suy, rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, ngày mai chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. 'Cause baby you are mine, trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you are mine. Và mai yêu thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Con người ta luôn mơ đến phút ban đầu gặp mặt, và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau, yeah. Em đâu ấy? Và rồi em đã tới như anh giữa phía chân trời. Là mày tự thuốc lấy. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và Ngân nữa. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. 'Cause baby you are mine, oh, vì trái tim này đã trao em từ giây phút mình trông thấy nhau. 'Cause baby you are mine, oh, gò má đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Ủa? Con. Mẹ có sao không mẹ? Đâu có. Mẹ đâu có bị gì đâu. Sao con hoảng hốt vậy? Không, tình nãy con thấy một người áo đen mới từ phòng này đi ra mà. Người ta đến từ thiện đó con. Người đó là Mạnh Thường Quân. Ông nói thấy mẹ con mình á, hoàn cảnh nó khó khăn, cho nên á mới lập một cái quỹ từ thiện gồm tiền á tới là cho mẹ con mình đây nè. Con, con coi coi trong đây được bao nhiêu con. Chắc là 30.000 đô đó mẹ. 30.000 đô? Nhiều tiền quá. Ai mà tốt bụng dữ vậy? Mạnh Thường Quân đó thật là tốt. Như vậy là có tiền nhiều rồi. Bệnh của mẹ có thể chữa được phải không con? Mẹ sẽ hết bệnh phải không con? Dạ.
lại ta, ông bà đã thương và giúp đỡ cho con. Con cảm tạ ông bà, con cảm ơn trời Phật. Làm sao vậy? Chả có vấn đề gì hết. Nói. Sao con Vi đang bị bắt cóc đó, con lo lắm. Hay là gì? Vi khi
nào có văn bản vị trí chức vụ có tham gia cuộc thi muộn. Trong không một ai không biết tình là những yêu. Nếu tính theo chức vụ. Ooh.